Xin kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự tổng hợp trên kênh truyền hình Thông tấn. Trước hết là phần điểm những tin chính sẽ có trong chương trình. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2012. Tại nghị quyết này, chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan địa phương tập trung khẩn trương khắc phục những khó khăn thách thức hiện nay, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô những tháng cuối năm 2012 và những năm tiếp theo. Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã có công điện gửi các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Y tế các bộ ngành về việc công khai giá dịch vụ khám chữa bệnh. Belarus vừa trục xuất đại sứ Thụy Điển tại Minsk, ông Stefan Eriksson. Tuy nhiên, phía Belarus khẳng định không trục xuất đại sứ Thụy Điển và cho biết thêm, nhiệm kỳ ngoại giao của ông Eriksson sẽ không được kéo dài. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2012. Tại nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung khẩn trương khắc phục những khó khăn thách thức hiện nay, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển, tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô những tháng cuối năm 2012 và những năm tiếp theo. Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chủ động, linh hoạt, hiệu quả công cụ chính sách tiền tệ, phù hợp với các cân đối vĩ mô, điều chỉnh giảm lãi suất cho vay xuống mức hợp lý, nhằm kích thích tăng trưởng tín dụng, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn tín dụng của ngân hàng, giám sát việc áp dụng lãi suất cho vay và việc thực hiện chính sách cho vay lãi suất thấp đối với các lĩnh vực ưu tiên. Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tích cực phát triển thị trường trong nước, triển khai các chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng để giải quyết hàng tồn kho, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, tăng cường xúc tiến thương mại và thông tin thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu. Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tổng hợp nhu cầu vốn ứng trước của kế hoạch năm 2013 cho những công trình, dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2012, nửa đầu năm 2013 và theo tiến độ các dự án ODA. Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu đề xuất việc tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế VAT thêm 3 tháng theo thẩm quyền của Chính phủ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo sản xuất lúa đảm bảo thời vụ, đẩy mạnh sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng mẫu lớn. Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương liên quan đề xuất cơ chế, chính sách hiệu quả để tháo gỡ khó khăn sớm phục hồi thị trường bất động sản, hoàn thiện đề án xây dựng nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, lao động ở các khu công nghiệp, chiến sĩ, sĩ quan, học sinh sinh viên nhằm thực hiện tốt chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Chính phủ thống nhất nhận định việc phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp là giải pháp quan trọng trong tiến trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước nhằm bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước. Vừa qua tại thành phố Tam Kỳ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Nam về một số nhiệm vụ công tác văn hóa thể thao và du lịch của địa phương và các hoạt động chuẩn bị kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đánh giá cao những nỗ lực của ngành văn hóa thể thao du lịch Quảng Nam trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên cả ba lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Đặc biệt, Quảng Nam là một trong số ít địa phương sớm thông qua quy hoạch phát triển của các lĩnh vực nói trên. Với một số kiến nghị đề xuất của tỉnh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang xem xét ưu tiên giải quyết việc hỗ trợ kinh phí, tạo điều kiện cho Quảng Nam phối hợp với Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, xúc tiến du lịch với các thị trường quốc tế, tăng kinh phí hạ tầng du lịch từ năm 2013 đến năm 2015 để tỉnh đầu tư hạ tầng du lịch như cầu cảng du lịch Cù Lao Chàm, đường vào khu di tích địa đạo Kỳ Anh, nâng cấp đường Tam Kỳ Phú Ninh, đường Mỹ Sơn, nước khoáng Tây Viên. Bộ cũng thống nhất chủ trương cho phép Quảng Nam nâng tầm sự kiện lễ hội Quảng Nam hành trình di sản lần thứ 5 gắn với liên hoan hợp xướng quốc tế lần thứ 3 sẽ được tổ chức tại thành phố Hội An vào năm 2013. Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Lào đưa tin, hưởng ứng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2012, tối 3 tháng 8 tại Viêng Chăn, Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Lào phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tổ chức đêm giao lưu với các thế hệ lưu học sinh quân sự Lào tại Việt Nam. Đại sứ nước ta tại Lào Tạ Minh Châu đánh giá cao sự đóng góp của quân đội Lào trong việc giữ gìn và vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào. Buổi giao lưu là dịp để các cựu học sinh quân sự Lào tại Việt Nam gặp gỡ ôn lại những kỷ niệm, tăng cường thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, thủy chung, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào nói chung, giữa hai quân đội Lào-Việt Nam nói riêng ngày càng gắn bó bền vững.
Các cựu học sinh đã bày tỏ lòng biết ơn đối với các thầy cô và nhân dân Việt Nam và nguyện làm hết sức mình, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai đảng, nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước. Những tiết mục văn nghệ đặc sắc do đoàn văn công quân đội Lào và các cựu học viên tham gia biểu diễn đã làm cho đêm giao lưu càng thêm sôi nổi, thấm đượm tình nghĩa Việt Nam-Lào. Cục Quản lý Khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế vừa có yêu cầu các bệnh viện thực hiện ngay việc công khai bảng giá dịch vụ khám bệnh và chữa bệnh. Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đã có công điện gửi các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Y tế các bộ, ngành về việc công khai giá dịch vụ khám chữa bệnh. Để thực hiện mục tiêu công khai, minh bạch trong việc áp dụng bảng giá viện phí, Cục Quản lý Khám chữa bệnh yêu cầu các bệnh viện thực hiện ngay việc công khai bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh của bệnh viện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời phải bố trí bảng giá tại khu vực dễ quan sát. Công điện cũng yêu cầu kịp thời phải đáp ứng những thắc mắc của người dân liên quan đến điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh của bệnh viện. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế bộ, ngành khẩn trương chỉ đạo các bệnh viện trực thuộc thực hiện công khai bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh ngay sau khi được phê duyệt. Theo phản ánh của phóng viên truyền hình Thông tấn tại tỉnh Quảng Ngãi, những năm gần đây, tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt trên đảo Lý Sơn diễn ra khá nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sinh hoạt môi trường sống của người dân ven đảo. Huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có diện tích gần 10 km2 với hơn 2 vạn dân sinh sống. Dọc theo tuyến đê biển xóm Cồn thuộc thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn, rác thải chồng chất bốc mùi hôi thối. Điều đáng nói là việc vứt rác ra khu vực này đã trở thành thói quen hàng ngày của người dân nơi đây. Là lý do là nên không có cái chỗ chứa cho nên bà con mới tấp ra những cái bờ kè đấy mà bà con ăn ở cho nên mới chịu cái mùi hôi thối như vậy. Cái sinh hoạt đã ảnh hưởng những cái bà con, những cái ô nhiễm là những cái mũi ca can rồi những hôi thối rồi bà con có hồi là phải tránh đi chỗ khác ở. Không chỉ tập trung tại các đê biển mà tại khu vực giếng Xó La, thôn Đông, xã An Vĩnh cũng tràn ngập rác thải. Giếng nước ngọt này có niên đại hàng trăm năm, chuyên cung cấp nước uống cho hàng trăm hộ dân trên đảo. Rác thải quá nhiều sẽ gây ô nhiễm nguồn nước ngầm và môi trường biển đảo quanh khu vực. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do ý thức của một bộ phận người dân chưa cao và huyện Lý Sơn chưa có bãi chứa và xử lý rác thải. Đã năm trước ấy, là ở cái bãi biển ở cái vùng này ấy, là rất sạch sẽ, bà con chiều là ra tắm biển. Nhưng mà cái bãi rác ở huyện bên nó bị ảnh hưởng hư nên bây giờ là bà con tấp nập đem rác ra đây đổ là nó sẽ ảnh hưởng đến cái nguồn nước biển của mình. Rồi hơi nữa ấy, là nó sẽ ảnh hưởng đến cái nguồn nước của mình uống nữa là cái nước ngọt. Nước cấp trên làm sao quan tâm để giải thoát đi những cái rác này để đấu nữa nano để giữ cái chỗ này là cho vệ sinh môi trường cho nó sạch để bà con mình từ đâu rồi cũng đến đây để tham quan cái vùng này cho nó sạch xía. Trước cái tình hình mà cái vấn đề rác thải trên đảo như vậy thì ban dân huyện cũng đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn đã xây dựng cái quy hoạch và các cái thủ tục để quy hoạch một cái vị trí để xây dựng một nhà máy xử lý rác thải rắn. Thì đến nay về cái việc chọn các cái vị trí và các cái bước thủ tục thì ban dân huyện đã xong và đã trình ủy ban dân tỉnh và đang chờ ý kiến của các sở ngành của tỉnh thì và chờ tỉnh phê duyệt cái dự án này. Huyện đảo Lý Sơn đang phấn đấu đến năm 2025 sẽ trở thành huyện đảo xanh, sạch, đẹp, là một điểm du lịch nghỉ dưỡng hấp dẫn của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.